mỗi người sẽ có một khung giờ vàng riêng đấy. Đây là Facebook cá nhân, do đó là mỗi người sẽ có cái khung giờ vàng riêng, không phải ai giống ai. Giả sử mình thì cái khung giờ vàng nó khác, và chị Vân thì khung giờ vàng khác, hoặc là Nguyên MC thì khung giờ vàng nó khác nhau, đúng không? Nên là chúng ta cần phải xem là cái giờ của mình nó như thế nào nhá. Để tìm ra cái khung giờ vàng thì mình sẽ cần hai yếu tố. Thứ nhất, chúng ta cần phải biết là bạn bè trên Facebook của mình online vào cái thời điểm nào, lên lên Facebook vào thời điểm nào thì đông nhất. Đó, cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đăng vào trước cái khoảng thời gian đó. Mình đừng đăng chính xác vào lúc đó nha. Mình đăng chính xác vào lúc đó là chúng ta bị bỏ lỡ rồi, tại vì nó sẽ có độ trễ. Nên là mình phải đăng trước cái khoảng đó, tầm khoảng 15 tới 30 phút. Đúng không ạ? 15 tới 30 phút thì đó là khung giờ vàng. Nên mình nhắc lại nha. Khung giờ vàng là cái khoảng 15 đến 30 phút trước khi mà fan của mình online nhiều. Đúng không ạ? Ở phần này thì mình sẽ show các anh chị xem nhanh. Vì là các chị, đây là một cái bài tập về nhà, mặc dù là nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà thật ra nó hơi mất thời gian, nó đơn giản nhưng mà hơi mất thời gian, bởi vì là các chị cần phải làm 2-3 ngày cơ thì mới xong được, mình mới ra được cái gọi là khung giờ vàng của mỗi người. Đây là mình sẽ show luôn trên điện thoại để các chị dễ theo dõi các nha. Trên máy tính thì có thể nhiều anh chị không dùng máy tính nên là sẽ hơi khó. Ok, mình sẽ share cái màn hình điện thoại, các chị chờ mình chút xíu để mình kết nối cái điện thoại lên máy tính. Các chị sẽ làm cái này, làm cái hành động này, các thao tác này nha. Trong khoảng 2 ngày thì các chị sẽ tìm ra được, gọi là tìm được cái quy luật đó, là cứ khoảng thời gian đó thì fan của mình online nhiều, và mình sẽ canh, cứ thế mình canh theo cái khung giờ đó thôi. Rồi từ đó về sau là các chị gọi là mình quen rồi, mình sẽ không cần phải lặp lại nữa, đúng không ạ? Ok, mình sẽ share cái màn hình nha. Rồi, đây là màn hình điện thoại. Thì để tìm ra khung giờ vàng rất là dễ các nha. Các chị sẽ vào cái công cụ là chat messenger của Facebook đó. Các chị sẽ vào cái messenger này. Được chưa? Và ở đây thì có hai cái nút, là một là chat và hai là mọi người. Tiếng Anh thì nó là people, tiếng Việt là mọi người. Các chị bấm vào chữ mọi người thôi. Thì ở đây các chị sẽ thấy là active là 943 người. Đúng không ạ? Đây là số người online vào thời điểm này. Bây giờ là 3 giờ kém 5 phút. Thì đây là số người online vào lúc 3 giờ kém 5 phút của mình kết nha, của mình. Thì việc của mình là gì? Ví dụ đây mình cho làm tròn luôn là thành 3 giờ đi. Vậy thì mình sẽ là mình ghi vào trong cuốn sổ hoặc là trong một cái nốt gì đó, các chị sẽ thoải mái. Các chị ghi xuống là ok, vào lúc 3 giờ, 3 giờ chiều thì có 945 người online nha. Rồi sau đó các chị sau 1 tiếng nữa các chị vào lại y hệt như này, các chị ghi lại con số nữa, 4 giờ đó, tức là 4 giờ chiều thì nó sẽ là bao nhiêu, đúng không ạ? Các chị chỉ cần ghi mỗi một tiếng đồng hồ là một khung giờ đó, thì mỗi một khung giờ như vậy các chị nốt lại con số này thôi. Thì 2 ngày các chị cứ làm như vậy trong khoảng 2 ngày các nhé, từ lúc các chị ngủ dậy cho tới lúc chúng ta đi ngủ đó. Các chị làm được 2 ngày thì các chị sẽ suy ra ngay được là à, fan của mình sẽ online nhiều vào cái lúc nào, nó sẽ thành một cái đồ thị mà trồi sụp lên xuống như này, đúng không ạ? Sẽ có những lúc mà thấp, có sự lúc cao luôn. Và lúc đó các chị sẽ thấy là mình sẽ biết được là vào khoảng thời gian nào thì fan của mình online nhiều, được chưa? Rất là đơn giản nào. Là cái cách để tìm ra số lượng fan mà online nhiều cực kỳ đơn giản. Và các chị chỉ cần là mình làm 2 ngày, nhớ nha, mình cố gắng mình ghi chú để làm sao được là 2 ngày, đúng không ạ? Thì sau đó các anh chị sẽ thấy là à, có thể của các anh chị sẽ là khoảng 9 giờ sáng hoặc là 9 giờ tối, ví dụ vậy. Sẽ có khoảng 2 khung giờ, cá nhân mình ấy, thì mình nhận thấy là khi mình làm ấy, thì cá nhân mình nhận thấy là luôn luôn có khoảng 2 khung giờ sáng chiều, có một chút xíu gì đó buổi trưa nữa. Mỗi người thấy là có một mỗi khác nhau, các anh chị có thể không có buổi trưa nhưng mà với mình thì mình thấy có một chút xíu ở cái khoảng buổi trưa nữa. Thì đó là cái khúc mà ba cá nhân mình ấy, thì có 3 cái khoảng thời gian mà friend online tương đối đông. Đó. Thì thông thường mình khi mình đăng bài mình sẽ lựa chọn vào 3 cái khoảng thời gian như vậy. Đó. Trước đó khoảng 15 tới 30 phút thì đó là cái khung giờ vàng các nha. Đây là cái bài tập. Đó. Nó không phải bài tập, đây là cái bài thực hành. Đó. Nên các chị là nó mất thời gian, mình phải làm tới 2 ngày nhưng mà đơn giản thôi. Các chị cứ nhớ ghi chú lại. Cái này mình chỉ cần làm một lần thôi các nha. Cái này thông thường là thói quen nó sẽ được, tức là cái thói quen của mọi người ấy, nó được duy trì trong thời gian tương đối dài, trừ phi là
Ví dụ thời điểm này các chị ở số lượng fan mà hiện tại của mình đó đó khoảng là 1.000, thì nếu các chị lên được số lượng fan 3.000, chúng ta cần phải kiểm tra lại, check lại cái biểu đồ một lần nữa cho chắc nha. Có thể là số lượng nó, số liệu nó thay đổi rồi. Nếu mà số fan của chúng ta tăng lên như vậy thì số liệu nó thay đổi, nên là các chị kiểm tra lại một chút xíu. Còn nếu mà chúng ta vẫn đang là khoảng 3.000 tới 4.000 thì hầu như là nó cũng giống nhau thôi. À, cái đây là cái mà các chị có thể thực hành được liền, và nó sẽ cực kỳ hữu ích cho cái chuyện là chúng ta đăng bài. Mình đăng vào lúc mà fan online nhiều thì sao ạ? Thì cái bài của mình nó ngay lập tức nó hiện lên trên mặt người ta mà, đúng không? Người ta đang cầm phone, người ta đang check 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 điện thoại, check trên Facebook, và bài của mình xuất hiện ngay lập tức ở cái khoảng thời gian đó, thì cái tỷ lệ mà chúng ta tiếp cận được người nó sẽ cao hơn, đúng không ạ? Cái số tương tác thì nó còn hên xui cơ nha, nó tùy vào chất lượng nội dung, nhưng mà khả năng mình xuất hiện được nhiều hơn là phải tính trước, được chưa? Nếu mình xuất hiện được ít thì thôi, nói chi tới tương tác nữa. Tương tác tính sau vẫn nha, nhưng mà trước hết phải xem là mình có khả năng xuất hiện được nhiều hay không đã, và tối ưu cái khả năng xuất hiện thì nó nằm ở khung giờ vàng này ở nha. Rồi cái tiếp là tối ưu phần hiển thị, đây là cái liên quan tới bắt đầu là tới tương tác này. Mà lúc trước khung giờ vàng nó sẽ giúp các anh chị tiếp cận được nhiều hơn, nhiều người hơn, hiển thị trên xuất hiện trước mặt được nhiều người hơn. Thì bây giờ khi xuất hiện trước mặt người ta rồi thì có những cái lưu ý như thế nào để cái khả năng hiển thị nó tốt nhất và gây chú ý nhất có thể các nha. Đầu tiên, một cái bài chắc chắn là các anh chị phải kèm theo một cái hình, và trong thư viện hiện tại có video nữa. Còn nếu các anh chị thích sử dụng video riêng cũng được, nhưng mà thoải mái. Nhưng mà tốt nhất là phải có một cái hình, và nếu được cao hơn, gọi là nâng cấp hơn, thì cần phải có một cái video. Được không? Thì nếu các anh chị làm cái này, đăng hình và đăng video, thì chỉ nên đăng một thôi các nha. Các anh chị ghi lại câu này với mình. Đây là một cái chi tiết mà cực kỳ nhỏ, nhưng mà nó ảnh hưởng rất 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 lớn. Mình nhấn mạnh ha, nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái chuyện là các anh chị có thể gây chú ý được với người ta hay không. Làm ơn đó nha, đăng một hình thôi, hoặc đăng video thì chỉ một video thôi, không gộp lại các nhé, không gộp lại, làm ơn không gộp lại với mình, tức là không đăng một hình kèm theo một video, tức là gì, hai rồi, đúng không ạ? Trên cái khung hiển thị đó, trên cái khung hiển thị của màn hình đó các nhé, chỉ có một thứ thôi các nhé, hoặc là video hoặc là hình, chấm hết, không gộp lại các nhé, không đăng hai hình, không đăng hai video, không đăng một hình, không đăng một video, chỉ một thứ thôi cả nhà. Tại sao? Thứ nhất, cái diện tích cả nhà, mình giải thích về chuyện là diện tích hiển thị của cái điện thoại cả nhà, của cái điện thoại thì nó sẽ không thể nào mà to hơn được, đúng không ạ? Nó chỉ có nhiêu đây thôi. Và nếu các chị đưa lên hai hình thì sao? Các chị sẽ thấy là Facebook nó chia cái màn hình của mình làm đôi, đúng không ạ? Facebook nó sẽ chia màn hình của mình làm đôi, nha. Thì chính vì vậy cái diện tích hình của mình tự nhiên mình bị giảm xuống, mình đăng hai cái tức là mình giảm xuống còn một nửa rồi, mình đăng ba là chia làm ba, đúng chưa? Mình đăng năm là thành mình năm năm là nó chỉ hiển thị ra bốn thôi, còn một cái nó ghi dấu cộng một, nó không hiển thị ra hết nha. Đây là nếu chúng ta muốn tối ưu cái phần hiển thị thì chúng ta cần phải để cái diện tích nó to nhất có thể, nên là một hình thì nó to nhất có thể, còn hai hình là nó chỉ còn một nửa thôi. Ok, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, cái hình cái này là nó sẽ ép các chị vô một cái tư thế là này, bởi vì chúng ta chỉ đăng một hình hoặc một video, chúng ta phải chọn cái mà nó hay, nó gọi là nó gây ấn tượng nhất có thể. Anh chị ha, bởi vì chúng ta chỉ được phép đăng một cái, nên chúng ta sẽ phải chọn, hoặc chúng ta sẽ phải chụp làm một tấm hình nó ấn tượng nhất có thể, đúng không ạ? Mình sẽ mình đưa bản thân mình vô một cái thế là mình phải làm một cái nội dung tốt hơn. À, cái thứ ba, cái hình đó nha, cái hình nó sẽ là cái thứ mà gây chú ý, cái gọi là chất xúc tác. Cái hình nó sẽ là cái xúc tác để khiến cho người ta đọc cái nội dung còn lại, đúng không ạ? Cái hình, nếu các chị đăng một cái hình và phần chữ nè, thì cái hình nó sẽ là cái chi tiết để níu cái ánh mắt người ta lại. Người ta đang lướt 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 điện thoại thì cái lý do người ta dừng lại là bởi vì cái hình đó nha, chứ không phải là phần nội dung. Các chị gọi là hình dung lại, tự tưởng tượng mình là đặt mình vào vị trí là mình đang lướt Facebook, có phải các chị dừng lại bởi vì tấm hình không? Đúng không ạ?
không ai dừng lại bởi vì nội dung hết, bởi vì mắt mình chưa kịp đọc nội dung, mình lướt 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 lướt, à thấy hình gái xinh mình dừng lại, đúng không ạ? Thấy hình trai đẹp mình dừng lại, à, tại vì cái hình chứ không phải là bởi vì cái nội dung. Nên nếu chúng ta không có tối ưu về cái chất lượng của hình ảnh và cái diện tích của hình ảnh, thì chúng ta đã coi như là đang tự làm giảm cái khả năng người ta dừng lại. Người ta nhìn hai cái hình nó sẽ không có đủ chú ý bằng một cái tấm hình nha. Nên là cái việc chúng ta tăng nhiều hình hoặc là đăng gộp video rồi hình ảnh các thứ, nó sẽ khiến là cái sự chú ý nó giảm đi và cái khả năng người ta dừng lại nó thấp. Người ta sẽ lướt qua tại vì người ta chưa nhìn ra cái điểm gì chú ý cả. Nhiều quá mà chi chít quá mà đâu có chú ý được đâu. Nên là người ta sẽ lướt qua. Và người ta lướt qua thì sao? Người ta không đọc được cái nội dung bên trong của mình. Hoặc là nếu mà video người ta lướt qua luôn thì người ta không xem cái nội dung trong video. Nên là cái gì ha? Chỉ một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái khả năng các chị tiếp cận được người ta. Đăng một hình hoặc là một video thôi. Nói chung là một thôi các nhà. Làm hơn chỉ có một thôi. Câu này mình bao nhiêu lớp mình nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn có người mắc phải. Mình hy vọng là hôm nay vài trăm anh chị đang xem cái buổi hôm nay thì ok, 100% mình chắc không kỳ vọng, 50 thôi cái trả giá lại, 50 thôi cái gì, 50% hy vọng là khi đăng bài chỉ để một hình hoặc một video thôi cái gì. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không bao giờ được đưa vào ôm hay khi đăng cái gì. Mình thấy rất là nhiều anh chị có cái thói quen rất là ngăn nắp, nhưng mà chia buồn nữa cái gì, cái thói quen ngăn nắp này nó không có tác dụng gì trong trường hợp này cả. Anh ạ, mình ngăn nắp bằng cái là mình đăng một cái hình hoặc đăng video, mình rất là cẩn thận, mình chỉnh chu, mình đưa nó vào một cái album rồi đó. Bởi vì ok, tôi ngăn nắp mà tôi sắp xếp mọi thứ rất là rõ ràng, đâu ra đấy. Nhưng cái gì à, chuyện đó nó không tốt. Bởi vì Facebook nó không ưu tiên cái gọi là cái thuật toán. Cái thuật toán của Facebook nó không ưu tiên cho cái nội dung mà đăng vào trong album. Như thế này các nhỉ, khi các chị đăng vào trong album thì Facebook nó sẽ ghi nhận là à, đây là một cái cập nhật cho album đó chứ không phải là một bài đăng mới. Các chị phân biệt hai cái này nha. Nếu ai chưa hiểu thì có thể đặt câu hỏi lại chỗ này hoặc là comment hay gì đó thì lát nữa mình sẽ giải thích hơn. Khi các chị đăng hình hoặc là một video vào trong album có sẵn thì Facebook sẽ coi đó là một cập nhật, được chưa? Đó là một cập nhật của album chứ nó không phải là đăng bài mới. Hai cái này khác nhau các nha. Cập nhật thì nó sẽ không có lan truyền, nó sẽ không đẩy bài đó đi xa, bởi vì cập nhật mà. Thì cập nhật là chỉ cho những người đã tương tác với bài đó thôi. Còn nếu các chị đăng bài mới thì lúc đó nó mới bắt đầu là nó kích hoạt một cái cơ chế là để cái bài của mình đi xa. Nên khác nhau nha. Đừng bao giờ đăng hình hoặc là video vào trong một album có sẵn. Nếu các chị muốn ngăn nắp thì sau đó 2-3 ngày các chị hãy ngăn nắp. Nếu các chị muốn ngăn nắp, muốn gọn gàng, sạch sẽ, ok, không sao cả. Nhưng làm cái chuyện đó 2-3 ngày sau đó nha. 3 ngày sau hãy làm. Thì lúc đó là bài của mình đã đi đủ xa rồi. Ok, thì sau đó các chị di chuyển nó vào. Mình dùng cái tính năng là edit, chỉnh sửa đó. Và di chuyển nó vào trong cái thư mục hoặc là album mà các chị muốn nó buồn. Được chưa? Còn ngay từ lúc đầu đăng lên, các chị đừng có bỏ nó vào album này hết. Được chưa? Ngăn nắp sạch sẽ, không có tác dụng gì ở đây. Rồi, nếu đăng cắt đi video thì các chị viết caption ngắn thôi. Tất nhiên mình nghĩ là phần lớn các chị sau cái buổi hôm nay thì theo thói quen thì chắc các chị cũng viết caption ngắn thôi. Chứ thường mình gặp là ít người có thói quen viết caption dài. Nhưng mà vậy thì ngắn hơn những cái mà các chị thường biết đó, nó phải như vậy. Tại vì video, bản thân video đó đã có nhiều, rất là nhiều cái nội dung rồi. Cái phần mà nội dung ở trong cái video đó, cho dù là khoảng 1 phút mấy, 2 phút thôi thì nội dung nó cũng nhiều rồi. Nên là chúng ta gọn lại cái caption, đúng không ạ? Đừng để cái caption quá dài mà người ta đọc, người ta nói chung là chúng ta phải thành thật với nhau, đúng không? Khả năng viết của chúng ta tương đối có hạn, đúng không? Nếu mà khả năng viết của chúng ta chắc chắn là nó còn ở cái mức vừa phải thôi, chứ chưa phải là mình viết giống như giáo văn và mọi chữ, mọi từ, mọi chữ đều cuốn hút người ta đọc từ đầu tới cuối. Nên là nếu chúng ta viết càng dài thì mình càng gọi là hơi đi lạc đề. Nên là chúng ta cố gắng viết ngắn thôi, để cái phần video nó nói những phần còn lại, và cái video đó nó sẽ thu hút được rất là tốt.
thì nó có âm thanh, nó có hình ảnh, nó có hiệu ứng vân thân, vân vân, những cái chi tiết như vậy nó sẽ giữ được người ta ở lại với nội dung của anh chị. Còn caption các nha, kéo kép, nếu là caption cho video là bên ngắn hơn các nha, càng ngắn càng tốt. Đừng ngắn quá, đừng có không viết gì cả, mà ngắn thôi, đủ cái tiêu đề hoặc đủ cái lợi ích giá trị của cái video đó là được rồi nha. Đừng cố viết dài cho video. Còn nếu hình, nếu chị đăng một cái hình thì có thể viết dài hơn chút xíu, nhưng đừng viết dài quá. Ok. Rồi cuối cùng, nếu các anh chị sử dụng cái thư viện thì các anh chị đã có được cái khung video có sẵn là khung vuông rồi, đó là the best, tối ưu cho Facebook rồi. Còn nếu các anh chị tự quay thì nếu các anh chị quay video các anh chị nên để điện thoại dọc các anh chị, để điện thoại dọc, đừng bao giờ để điện thoại ngang các anh chị. Nền tảng Facebook thì nó không ưu ái video nằm ngang mà nó ưu ái video nằm dọc, được chưa? Cái này thì giải thích khá là dài dòng và nó tương đối phức tạp, nên hôm nay thì mình chỉ ở cái mức là ok, các anh chị nếu quay video thì nên để dọc, đừng có để ngang các nha, để dọc nha, để dọc như vậy nha. Okay. Đó là cái việc tối ưu hiển thị. Ở trong cái phần này có hai thứ các anh chị ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm giúp mình các nha, khắc cốt ghi tâm, được chưa? Thứ nhất, đăng một hình, được chưa? Thứ hai, không đăng vào album ngay khi đăng bài mới. Còn cái caption ngắn thì mình nghĩ là phần lớn chúng ta cũng đang có xu hướng viết caption ngắn, chắc không cần phải nhấn mạnh lắm. Nhưng mà có hai thứ, đăng một hình thôi, đăng một video thôi các nhé, và đừng có bỏ vào album, được chưa?